Vâng, đúng là chị em phụ nữ nào thì cũng có mong muốn là có được những món ăn ngon và lành cho cả gia đình. Nhưng mà một số thói quen lựa chọn thực phẩm sau đây thì có thể là sẽ khiến cho bạn phải giật mình vì sự lợi bất cập hại. Ăn gì bổ nấy là quan niệm mà không còn xa lạ với nhiều người và nhất là trong việc nuôi dạy trẻ. Tuy nhiên thì trong xã hội phát triển như là ngày nay thì ngày càng phát triển, đây chưa hẳn đã là một chuẩn mực phù hợp và đúng đắn. Nhiều cha mẹ cho rằng là một ngày ăn từ 2 cho đến 3 bộ óc lợn để trẻ có thể được thông minh. Tỷ lệ đạm trong óc lợn chỉ chứa là 9%, chưa bằng một nửa so với các loại thịt nạc. Trong khi đó thì hàm lượng cholesterol trong óc lợn lại cao gấp 40 lần các loại thịt này. Tuy óc lợn chứa nhiều lipid có lợi cho hệ thần kinh nhưng mà không nên sử dụng nhiều vì hàm lượng lipid quá cao sẽ không tốt cho sức khỏe. Và chúng tôi thì cũng muốn lưu ý về một số thực phẩm kỵ nhau sau đây mà quý vị và các bạn nên lưu tâm trong khi mà nấu nướng. Đó là gan và giá đỗ là hai loại thực phẩm dinh dưỡng này thì có thể là món ăn rất là ngon khi mà nấu chung và cũng có khá là nhiều gia đình thì vẫn đang thường xuyên là nấu món này. Có nhiều người cho rằng là nó sẽ gây ngộ độc nhưng mà thực tế sự kết hợp này làm mất chất dinh dưỡng có trong món ăn bởi vì vitamin có trong giá sẽ bị oxy hóa bởi lượng đồng trong gan động vật. Tiếp theo thì thịt chó và nước trà. Protein ở trong thịt chó và axit tannic ở trong lá trà khi mà gặp nhau thì có thể là sinh ra một chất với tên gọi là thanablin. Chất này cản trở những chất độc được đào thải ra ngoài và sinh ra táo bón. Nếu tích tụ lâu thì sẽ sinh độc và gây ung thư đường ruột. Đây có thể coi là một kết hợp chết người. Vì vậy, sau khi ăn thịt chó thì bạn không nên uống nước trà. Hy vọng rằng với phần trình bày vừa rồi thì tôi đã giúp cho quý vị nhớ lại được một số loại thực phẩm có thể gọi là khác nhau để tránh khi mà chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng trở lại với câu chuyện của chị Thu Thủy và hai vị khách mời của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn chị Vi Dung. Rõ ràng là do rất nhiều thói quen hoặc là sự vô tình không có hiểu biết mà có thể khiến cho bữa ăn của gia đình chúng ta lại mất đi yếu tố ngon và lành. Và chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện với chị Thu và anh Đức để xem làm thế nào để gia đình anh chị đã có những cái bữa cơm hấp dẫn như vậy. Chị Thu thân mến là một người nội trợ thường xuyên tiếp xúc với các loại thực phẩm thì chị có thể chia sẻ với khán giả một vài những cái bí quyết của chị khi chị đi chợ lựa chọn đồ ăn không ạ? Thực ra ấy là mình cũng khá cầu kỳ với cái việc lựa chọn thức ăn. Có thể có những cái phần thực phẩm là mình đi chợ, nhưng cũng có những cái phần thực phẩm là mình phải vào siêu thị mình mua. Tức là mình thường là những cái loại thực phẩm tươi sống như là cá, thịt, gà rồi các loại hải sản ấy thì là mình sẽ mua ở chợ. Và thường là mình sẽ thường sẽ đặt trước hoặc là mua những cái người quen thì là mình nghĩ là nó sẽ đảm bảo hơn. Vì cũng cũng không mà khi tức là phải do cái cách mình nhìn để lựa chọn được cái thực phẩm mà như là mình mong muốn. Thế còn ra là rau củ quả hoặc là những cái bơ sữa bánh mì các thứ thì mình thường chọn ở trong siêu thị vì mình nghĩ là rau củ quả thì nó có những cái nhà phân phối, có những cái nơi trồng thì nó đảm bảo hơn, đỡ bị trạch những cái việc ngộ độc thức ăn do là thuốc sâu hoặc là bất cứ một cái việc gì khác. Tức là ngoài ra thì mình cũng tìm hiểu thêm trên mạng ấy thì có một số những thực phẩm mà về mình có thể mình phải để vào tủ lạnh 1-2 hôm để cho nó bớt những cái độc tố đi thì sử dụng ăn thì nó sẽ tốt hơn. Vâng, tôi xin hỏi anh Đức một câu là tôi biết là với rất nhiều đàn ông thì họ thường thích la cà quán xá và họ thích bù khú bạn bè, thậm chí là có rất ít người muốn về ăn cơm nhà. Thì anh thì sao ạ? Anh có thích về ăn cơm nhà không và anh có thỉnh thoảng thì anh có đi ăn cơm hàng để thay đổi khẩu vị không? Thỉnh thoảng thì đúng là gia đình mình cũng vào những ngày cuối tuần thì thỉnh thoảng gia đình mình cũng ra ngoài ăn để thay đổi không khí. Nữa là để cho vợ mình cũng có cơ hội là học những cái món mới, update những cái món mới nữa. Tôi vừa xong phóng sự thì tôi thấy là anh chị có hai cậu con trai rất là khó khỉnh và trộm vía. Không biết là anh chị có cái bí quyết gì hay là có một cái chế độ dinh dưỡng nào cho hai cháu không ạ? Thực ra là cũng phải có rất nhiều nghiên cứu đấy vì thực ra là hai cu cậu nhà mình là đều đẻ non cả, cu đầu tiên là có 1,5 cân thôi, cu thứ hai là 2,5 cân, là do là mình có cái bệnh nó dẫn đến như vậy. Thế nên là khi mà sinh con ra như cái cậu đầu ấy là còn phải nằm ở trong bệnh viện mất 1 tháng để nuôi, thì ngay từ những cái lúc đầu tiên ấy mình cũng tìm hiểu các cách ăn uống trên mạng để làm sao cho nó nhiều sữa
cho con về bú thì là nó cũng tăng cân rất là nhanh. Xong sau đó thì trong các quá trình nuôi con thì mình cũng tìm hiểu qua bạn bè, rồi là ông các bà truyền lại cho, và cũng tìm hiểu các thông tin trên mạng nữa, thì mình cũng đưa ra các chế độ dinh dưỡng cho con, đảm bảo trên những cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ các chất. Thế nên là mình luôn quan niệm ấy là trong bữa cơm mà nó đầy đủ màu sắc thì là nó đảm bảo dinh dưỡng nhiều hơn, nên thường bữa cơm thì mình nó cũng đa sắc màu. Vâng. Một câu hỏi nữa cho anh Đức, tôi mong anh sẽ trả lời thành thực, là trong bữa ăn ấy thì anh có tham gia vào các cái thực đơn hàng ngày không, và có bao giờ anh chê chị hay là có những cái góp ý gì đó để cải thiện cái bữa ăn hay không, hay là anh dành toàn quyền, ủy quyền toàn quyền cho chị? Thực ra thì mình chỉ có lúc nào đó mình thèm món gì đó thì mình nhắc vợ là mình hơi lâu quá mình không ăn món canh cá hoặc là canh thịt chua chẳng hạn. Thì rồi là cô ấy loay hoay ở trong bếp, một lúc ra thì thấy bốc hơi nghi ngút trên bàn rồi. Chứ mình cũng không thể nào mà can thiệp được rồi. Dạ vâng. Cảm ơn câu chuyện rất là chân thành của anh Đức và chị Thu từ chính những cái kinh nghiệm của gia đình anh chị. Và một lần nữa thì anh chị càng cho chúng tôi thấy rõ rằng là một người đảm có được một người vợ đảm đang khéo léo nấu những cái bữa cơm ngon canh ngọt thì quả là một sự may mắn cho cánh đàn ông ạ. Xin được một lần nữa chia sẻ cái sự may mắn đấy với anh Đức ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, là ăn những cơm bữa cơm gia đình thì cũng đồng nghĩa với việc là giảm bớt những cái bữa cơm ở ngoài tiệc tùng hay nhậu nhẹt ở hàng quán với những cái thực phẩm công nghiệp. Và bản thân thì mỗi bữa cơm gia đình thì nó tạo nên cái không khí ấm cúng cho gia đình, và là chính là cái yếu tố, đặc biệt là trong đời sống xã hội thì là cái nhân tố để kết nối các thành viên gia đình lại với nhau. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của anh chị.